Sáng ngày 6 tháng 8, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo với chủ đề Cùng thành phố vượt qua đại dịch COVID-19, trong đó tập trung nhóm máu O để hỗ trợ ngân hàng máu đang rất cần thiết hiện nay. Trong sáng nay, gần 200 chiến sĩ Công an Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hiến 135 đơn vị máu, gồm 70 đơn vị máu O và 65 đơn vị là các nhóm máu khác. Toàn bộ số lượng máu được hiến tặng sẽ được Trung tâm Truyền máu Chợ Rẫy cung cấp cho các bệnh viện, phục vụ công tác cấp cứu và chữa trị cho người bệnh. Hoạt động ý nghĩa này của tuổi trẻ Công an thành phố diễn ra trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức, ý nghĩa nhân đạo và trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong việc chung tay với cộng đồng, tích cực tham gia hiến máu, cùng thành phố vượt qua đại dịch. Cùng ngày, đồng loạt các chiến sĩ Công an thành phố Hồ Chí Minh theo từng địa bàn công tác đã đến tham gia các hoạt động hiến máu tại các đơn vị tiếp nhận, theo hướng dẫn của Công an thành phố, đảm bảo quy tắc 5K của Bộ Y tế.